Rồi, em xin chào là TK Bonsai, em chào quý cô chú anh chị yêu cây cảnh trên mọi miền Tổ quốc ha. Hôm nay nhà vườn của Tàu Anh á, thì em muốn giao lưu với anh chị cô chú á, là Nguyệt Quế, Mai Trương Thủy. Với em mới đem về mấy cây phôi qua giấy cũng rất đẹp lắm quý cô chú anh chị. Em còn mấy cây phôi dâm bụp, em giao lưu với cô chú anh chị luôn ha. Số điện thoại của nhà em thì 0389780342, đó là số Zalo của nhà vườn Tàu Anh. Rồi em ở cái sách Sóc Trăng ha. Em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ vườn nhà em rất nhiều. Em cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị. Em vô cây số 1, cây Nguyệt Quế ha. Nguyệt Quế này em bứng dùng của em ha, dùng ở tỉnh Trà Vinh. Chứ em thấy Nguyệt Quế dùng trên. Rồi, em báo cây Nguyệt Quế này chiều cao. Chiều cao là 1m7. Chiều cao 1m7. Cây Nguyệt Quế này thì em bao ship 300 cây số ha. Em bao sống cho quý cô chú anh chị là 3 tháng. Cây này em cắt em chừa nhánh thở hết. Cái này em bứng nó bị bể bên bầu ha, rồi em có làm chim sơ dừa vô nhưng mà cũng là bầu đất là 100%. Em thiếu một tí sơ dừa em để vô thôi. Cái này là bầu đất. Cái này nó lên một cốt mà lên như là cái gì? À, nó lên 5 năm nhánh em không biết tả bằng gì luôn. Ngũ phúc em cũng không gần. Em đo vị trí này ha. Bình thân của cây là 94. Em đo vị trí này. Thì cây này nó có một vị trí đo thôi. Rễ có đầy đủ nghe anh cô chú anh chị. Nhưng mà em mới đem về em chưa có khai thác sạch sẽ không nè. Có rễ hết. Đây, rễ đầy đủ hết. Không có thiếu chỗ nào ha. Cây Nguyệt Quế này. Để chút xíu em đo thoát thân lên cho anh chị xem nè. Có rễ hết ha anh chị. Ờ, có đế hết á. Đế đầy đủ hết. Em đây em đo cái thoát thân của nó lên cho cô chú anh chị xem ha. Thoát thân nó khoảng 20, em tính 24 thôi, 24 ha. Là nó lên như là một cốt, ở dưới lên nó thoát lên có khoảng 24 phân, nó là ra ngũ phúc ha. Cây số 1 cây Nguyệt Quế này em giao lưu với anh chị đó là giá 22 triệu. Phí ship em bao 300 cây số, em bao ba sống 3 tháng. Cũng cô chú anh chị cũng từ lâu đã mua vườn nhà em rất nhiều ha, cũng biết bên phí ship nhà em cách làm sao, rồi em đền bồi cho anh chị làm sao ha, thì anh chị cũng đã biết ha. Rồi em xin đổi cây số 2 là em cây Mai Trương Thủy. Trương Thủy da đen nha anh chị. Giả sử em có quay như gì nè, sơ sót làm sao đó ha, là cô chú anh chị xem không rõ ha, thì cứ cái em chụp cái phần chỗ nào không rõ em chụp thêm cho xem lại ha. Mai Trương Thủy nuôi da đen. Để em đo cái chiều cao. Chiều cao nó là em báo là 2 mét đi hết, trên 2 mét nha anh chị. Nhưng mà cái chiều cao là em báo cho dư á, dư cho anh chị á. Tay chân đầy đủ hết, nó đẹp hết lắm. Bẻ đều hết luôn, dày lắm. Em lát em tới nè, chi tay nó dày lắm nghe anh chị. Em báo cao 2 mét thôi. Để em đo đường tán tán cành của nó có khoảng cũng 2 mét luôn nha anh chị. Em đo là 2 mét, là trên 2 mét, em báo 2 mét thôi. Rồi em đo. Cây này á, em cũng những mấy cây cũ này em còn ha, là em vẫn bán hạ vốn cho cô chú anh chị để chơi hết, đặng em chia với ra thằng với thằng em. Em đo trên này đi. 44. Em đo cái đường kính bầu của nó 80. Nhưng mà em đo nguyên cũ như này ha, nó bự dữ lắm. Rồi em đo hết nguyên cái cụm đế của nó là 1m7 á. Cây này em cũng có giảm giá xuống cho cô chú anh chị á, là cũng 1-2 triệu. Rồi mã số 2 này á, em bao ship cho cô chú anh chị 300 cây số, em giao lưu là giá 17 triệu ha. Em cũng có hạ giá xuống rồi, đang những cây cũ á, là em bán anh chia với thằng em hết á, còn cái lô mới thì em mới đem về. Tay cành đầy đủ hết nghe cô chú anh chị. Mai Trương Thủy nuôi da đen. Rồi
Mã số 2. Mã số 2. Rồi em tiếp lại cây số 3. Cây số 3 này á, em đế đầy đủ á, em có lắp đế lại bớt ha. Anh chị nào muốn giao lưu với em á, muốn xem cái phần bộ đế của nó thêm á, thì alo cho em ha. Em dẫn chụp ảnh gửi thêm cho anh chị mình cái phần đế dưới. Em lắp lại á, lắp lại cho cây nó khỏe ha. Cái cây này cũng liếp vừa rồi anh chị, cũng nuôi da đen. Cô chú anh chị xem cái tàn đi, lát nữa rồi tiếng gần tới em quay cái những cái nu da đen của nó cho anh chị xem lại ha. Cây này nó khỏe mạnh lắm rồi. Anh chị có giao lưu với em thì thích thì kêu em chụp Zalo em gửi những cái phần đế ở dưới. Rồi. Đế rất đẹp luôn, nó nu nè, nu cục cục. Để em đo chiều cao thốt thân của nó. Thốt thân của nó 36. Em đo vị trí này 84. Em đo 2-3 vị trí cho cô chú anh chị dễ xem hơn. Em đo lên trên đây bỏ lên khoảng 2 tấc thì 44. Em đo nguyên củ đế, tại cây nó hơi lớn tiền này, em phải đo kỹ cho cô chú anh chị xem cho kỹ. Bộ đế nó 101, nguyên cái củ của nó anh chị 110. Chiều cao nó thì em cũng báo là 1m8 ha. Nó chín chín chi á, chín tay á. Mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị á, là giá 32 triệu. Em cũng bao 300 cây số ha. Em cũng không quên vừa qua là cô chú anh chị đã ủng hộ vườn nhà em rất nhiều. Em cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị vừa rồi. Rồi em tiếp cái mã số 4. Số 4 là em còn có một cây, một cây này là để chơi trong nhà được vẫn được nha cô chú anh chị. Cái rồi chiều cao của nó 39. Em đo đường tán cành của nó 42. Em đo gì? Em đo hoành thân của nó 34. Cây này em cũng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Giá 1.700.000 mã số 4. Mà chú thủy nu. Này nu nu mà khỉ nha cô chú anh chị nè. Cái nó nu như gì nè. Đẹp lắm. Nu mà khỉ. Nuôi da đen khác, nuôi mặt khỉ khác. Rồi em tiếp tục là cái này qua giấy hai cái cây này hai màu nghe cô chú anh chị. Ý, sao phải chuyện chỗ này thế à? Dạ, cái này cây nguyệt quế. Mã số 5. Cây này nó đẹp lắm nha anh chị. Nguyệt quế lá chung ha, thân sắn. Bông thơm á nghe anh chị. Cây này đẹp ghê lắm, nhìn thấy cái dáng của nó là thích liền luôn á. Anh chị nào biết chơi cây cảnh là thấy em này là mê em này liền. Cái dáng em quá đẹp. Nó dáng nguyệt quế nghe chứ không phải dáng này bán cây nha. Dáng cây nguyệt quế quá đẹp. Rồi em đo chiều cao. Chiều cao 1m2 nha anh chị. Rồi để em đo từ chi tiết cho cô chú anh chị xem lại. Em đo thoát thân của nó 29. Cái dáng nguyệt quế này là quá đẹp đó anh chị. Em đo vị trí này là 70 ha. Em đo xếp 2 vị trí đi. Em đo xếp lên đây thì 57. Tay cành số 1 của nó. Cây này đẹp thiệt nha anh chị. 35. Nguyệt quế mã số 5 em giao lưu với cô chú anh chị giá 12 triệu. Phí ship em bao ha. Rồi, bông thơm nghe cô chú anh chị. Lá chung, cây sắn. Rồi, em tiếp là qua giấy sắc pháo hai màu. Cái này một màu á, cây này. Ờ. Dạ cây sắc pháo này một màu hả anh chị? Cây sắc pháo này nói chung ra
Em cũng đi theo cái chủ vườn này em mua cũng nhiều lần lắm mày. Thì chú ổng không bán. Thì thấy ổng nói thấy tới lui mà đường xa tới lui hoài á, ổng thấy cũng thương, ổng nói thôi kệ đi, ổng giao lưu cho em. Cây này thấy nhìn thấy nó lạ ghê ha cô chú anh chị. Cây này em cũng nói ha, nhà em bữa hổm em rút chậu xuống á, là rễ nó gợi rễ nó nhỏ nhỏ như gì nè ha, rễ nhỏ nhỏ gì cỡ ngón giò cái ngón tay cái em là nó nằm dưới này đầy đủ hết ha, rễ không dưới này luôn. Đây nè cũng vẫn còn rễ đưa ra nè, nhưng mà nhà em vẫn bó lại. Đây rễ của nó nè, đó rễ của nó như gì nè, rồi em mới bó lại, em sợ nó giật rễ á. Tuốt cái này là rễ tuốt cái này luôn nghe anh cô chú anh chị. Cây này nó quái quá em cũng không biết đo sao nữa, để em đo vậy đi cho cô chú tham khảo lại. Rồi em đo chiều cao 1m3 ha, để em đo trên này cái đấy, em đo 2-3 vị trí. Em đo như vậy là 79. Rồi lát nữa nó có bị lũa chỗ nào thì em cũng báo lại cho cô chú anh chị mình kỹ lại. Đây em đo như vậy nè ha, cái củ nó là khoảng có 1m, 1m8 nè, em đo như vậy ha, 1m8 à. Rồi em đo đường kính của nó gì cô chú anh chị biết đường vô chậu, em đo như vậy là 70 nè. Là em cái này em rút chậu ra, cây này em rút chậu ra, nó dặn 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 cô chú anh chị thấy không, em cũng không biết tả sao, em biết chỉ cây quái thôi. Dưới này là em bao nha, dưới này có rễ đầy đủ nha anh chị, rễ là con giò cái đồ hết luôn á. Lát em đi tới gần cho chị chỉ cho cô chú anh chị. Đây cái phần đó nó lũa gì mà nó xam hết đây luôn, đây chỗ nữa nãy thấy đâu mất tiêu. Đây đây chỗ này nhà vườn đã chét keo ha cô chú anh chị, chét keo nó đã sành hết rồi. Nó cũng có 2-3 chỗ lũa nha cô chú anh chị, tại cây này cũng hơi mắc tiền thì em thấy cái chỗ nào lũa em phải chỉ kỹ một tí ha. Nếu mà cô chú anh chị nào có thích á, thì kêu em á, gọi Zalo chỗ phần nào nó lũa chỗ nào á em chỉ cho đó cho. Rồi mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị giá 38 triệu ha, phí ship em lo. Rồi em tiếp là cây số 7. Số 7 này là hai màu nghe cô chú anh chị, cũng sắc pháo hai màu. Cây này nó nằm dáng bay bay nó cũng hơi đẹp ý. Em quay thêm một vòng nữa rồi em cho cô chú anh chị xem ha, rễ nha cô chú anh chị, cái này rễ nha, cây nó dáng bay mà nó có cái rễ chịu như này rất hay luôn nè, một cục luôn. Rồi để em đo chiều cao. Chiều cao là em báo với cô chú anh chị á, chiều cao của nó 1m8 đi ha. 1m8. Em đo cái củ của qua giấy sắc pháo hai màu này. Em đo thân cái em đo lại hai củ. Em đo hoành thân của nó là 65 ha, em đo vị trí này. Nếu có đo hai vị trí. Em đo cái củ của nó. Cái cũ nó là 140. Em đo thêm một cái nữa. Rồi em đo vị trí chỗ này ha. Chăng cái cũ này á là 70 ha. Em đo nhiều vị trí cho cô chú mình xem á. Em đo nó thót thân dài 79 cho chú anh chị, em đo thót thân cái dáng của nó bò bò như vậy á. 79. Cây này á, em cũng bao cô chú anh chị ha, nó có bị lũa chỗ này tí đâu rồi. Cái này nó sành nè, chỗ này cô chú anh chị tí nha, chỗ này. Cái này là nó không có bọng không có gì nha cô chú anh chị, nó cứng ngắc luôn. Rồi, giấy sắc pháo hai màu ha. Có chị con ghế. Mã số là mã số mấy ta? Mã số 7. Đây chỗ này nữa nghe cô chú anh chị, chỗ này tí ha. Chỗ này đây. Mã số 7, em giao lưu với cô chú anh chị giá 22 triệu ha. Nó có rễ đẹp nha cô chú anh chị, rễ như này luôn. Rồi. Em tiếp là mã số 8 ha. Em hết sắc pháo rồi. Em còn cây giấy Mỹ ha. Giấy Mỹ mã số số 8.
mã số 8. Cây này là cây mộc cốt nha cô chú anh chị, chứ không phải là cây bụi nha. Để tí xíu nữa rồi em chỉ gần chỗ cái mí nó mộc cốt cho cô chú anh chị xem ha. Cây này em bứng lên á, lý do nhà em là em bỏ đất đi á, lội qua giấy Mỹ thì nhà em phải vũ bầu đất, đúng không? Đừng cho nó bị thúi rễ á. Em ủ sơ dừa vô thì em cũng bao cho cô chú anh chị là 3 tháng nha. Cây lớn cây nhỏ em cũng bao 3 tháng hết. Em đo chiều cao. Chiều cao khoảng 1m7 nha cô chú anh chị. Ha, nó cái mấy chỗ này là nó có rễ đầy đủ nha cô chú anh chị. Cũng có rễ luôn. Lý do là chỗ này là cái rễ này nó không phải, nó hơi chạy tí em chưa sức keo. Chỗ này tới đây nó như cù chỏ mình vậy đó, cái nó bẻ vô đây một củ luôn. Đó. Nó bẻ vô cù chỏ vô đây chứ nó không có đi đâu hết. Đây đây chỗ này ha cô chú anh chị đây ha. Nó bẻ vô chứ nó không phải là em cắt bỏ nha, nó bẻ vô. Cái rễ nó bẻ vô đây chạy lên đây cái rễ cắt hay luôn. Nói chung là nó có đế đầy đủ hết. Nó có đế hết. Củ nạc lớn để cây rất đẹp. Cái này là như cái cù chỏ cho em không có cắt bỏ, như cù chỏ nè nó bẻ vô đây. Rồi cái rễ của nó chạy dài xuống đây. Chứ cây này em không có cắt bỏ cái rễ đó. Cây này là cây mộc cốt luôn á. Rồi để em đâu. Chiều cao gồi 1m7 hơn. Rồi. Đây em đo nhiều vị trí ha. Cũ lớn. Em đo cái cũ. Em cũng không biết đo gì cho hung ha, mà cô chú anh chị nào không phải thì alo lại cho em ha. Rồi. Em đo đây 83, rồi, em đo nhiều. 86. Rồi, xuống nữa. Đo nhiều vị trí luôn. Nhiều vị trí cho cô chú anh chị. Em đo vị trí này nè. Là 100 ha. 1 mét. Rồi em đập đi. Cái cành này quá. Cành nào cũng được. Em đo ta cành. Đo tham khảo. 28. Cộng đế không được. Lộ không được. Đo mặt trên. Mặt trên cộng đế của nó thì 10 ha, 10 à, tính 10 thôi. Là cộng 30. Cộng 30. Là nhưng mà đẹp mà cô chú anh chị, nó có như này hết ha. Đế nó quặm xuống chứ không phải là nó không có đế ha cô chú anh chị, nó đẹp lắm. Cây này không có bọng, không có mục ở đâu hết luôn á. Cây này em bao là không bọng, không mục ha. Rồi, mã số 8, số 8 em giao lưu với cô chú anh chị giá 17 triệu. Giấy Mỹ ha cô chú anh chị. Cây này em bao ha, không bọng, không mục. Mà mục cốt á, nó lên tới đây mới ra hai thang. Cây rất đẹp lắm. Rồi, em tiếp là cây số 9 ha. Số 9 cũng là giấy Mỹ. Cây này nó nằm trong luôn nha cô chú anh chị. Đây, mã số 9. Tới đây, ghé yeah. Rồi, em đo chiều cao. Em đo chiều cao cô chú anh chị. Rồi, 101 ha. Chiều cao. Cái này nó quái quá cô chú anh chị ơi, em đo tham khảo thôi ha. Em đeo ở dưới này á thì 77, tại vì cây nó nằm trong hũ nè, em cũng không biết đo cách làm sao luôn. Đo hình thức thôi cho cô chú anh chị. 125. Nói chung là em đo cây này em đo dư ha. Nó quái quá, em đo cũng không chính xác đâu, nhưng mà em đo dư cho cô chú anh chị á. Mã số 9, cây này nó nằm trong hũ nè, cây này nó cũng không có bọng, không có mục nghe cô chú anh chị. Nó không bọng mục ở đâu hết. Cây trong hũ em rút ra ha, mã số 9 em giao lưu với cô chú anh chị là giá 8 triệu. Phí ship em lo ha. Rồi em tiếp là cái mã số 10. Này cái bàn quay nó không được ngay ngắn. Rồi, mã số 10 này em để chỗ em để nền đất nè, nó không có được ngay á cô chú anh chị, nó hơi nghiêng. Nhưng mà cô chú anh chị là nhận thức được cái cây là được rồi ha. Tương đương với cây số 8 nó giống giống mà cái chỗ của em ơi nó hơi hẹp quá rồi nó khó lên với nhau. Em đo nó hơi chịch cái tí.
cây số 8 với cây số 10 nó giống nhau dữ lắm. Nói chung là cây đó em mua chủ đó, số 8 với số 10 á. Cây này em báo ha, cũng là không có bọng không mục luôn. Cây này nằm như như con ếch bài bài đẹp lắm. Rồi. Đấy, đứng đây đo mới được. Rồi. Rồi em đo chiều cao. Chiều cao em đo 1m3. Em đo dư á. Để em đo cái chiều nó bò bò ra thử. Đây xuống tới với phần rễ này á là 80. 79 thôi. Rồi để em đo hai ba vị trí cho cô chú xem ha. Em đo nào không phải thì cô chú anh chị cứ kêu em đo lại, em vẫn đo lại cho cô chú anh chị. Đây em đo vị trí này 74. Em đo vị trí này 81 ha. Em đo ba vị trí cho cô chú dễ tham khảo. Rồi em đo vị trí này là 92 ha. Kính bầu của nó lặn cô chú dễ đặt chậu. 90. Cái củ này của đặt nha cô chú anh chị. Cây này em bao là không có bọng, không có lũa chỗ nào ha. Cây này cây là cây nguyên luôn á. Tại lý do nhà em bứng mai bứng con giấy Mỹ này về em phải vũ bầu. Sợ để nó bị thú rễ á. Nè, rễ nó quậu xuống dưới này không. Đấy. Tại vì em lắp sơ dừa lên cho nó ấm cây á nè. Em để em cho cô chú anh chị coi đây, rễ nó tuốt cái này hết. Tuốt ngoài này hết luôn. Là mã số 10 để em giao lưu với cô chú anh chị giá 35 triệu là mã số 10. Em cũng phí ship em bao cho cô chú anh chị. Rồi em tiếp, em hết bông giấy ha cô chú anh chị. Nhà em còn mấy phôi dâm bụp. Rồi mã số 11. Sao em nói sao? Mã số 10, ý số 11. Em đo chiều cao. Chiều cao 6-16. Em đo hoành thân nó 45. Rồi dâm bụp mã số 12 em giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.200.000. Phí ship em bao cũng toàn quắc luôn ha. Dâm bụp cây đẹp này cô chú anh chị, chi tàng đầy đủ hết rồi. Vì để vô là mình vô chậu là mình cứ chơi à. Rồi mã số 13. Rồi mã số 11. Không sao là đọc mã số 11 phải không? Ừ. Đúng mã số là được. Nãy rồi mã số 11, cái mã số kia là số 12. Không có gì nữa mình gửi qua tiếp thêm. Em đo chiều cao 69 cô chú anh chị. Em đo hoành thân của nó là 64. Cây này là cây cũng nó cũng liền nha cô chú anh chị, nó liền nè, nó liền. Rồi mã số 11 này em giao lưu giá 2 triệu cho cô chú anh chị là một cây dâm bụp xưa ha. Rồi. Rồi, mã số 13. Cây cuối clip rồi phải không ta? Cây này cây cuối clip. Dạ, cây dâm bụp mã số 13 cây cuối clip cô chú anh chị. Để em đo. Chiều cao của nó là 1m3 của chú anh chị ơi. Em đo nguyên cũ ha. Em đo nguyên cũ gì là 96. Em đo đại nguyên cũ gì đi ta chứ sao. Em đo một thăng cái này đi. Thăng của nó 29. Em đo đường kính bầu của nó. Kính bầu của nó 55. Rồi mã số 13 mã cua clip ha, em cũng giao lưu với cô chú anh chị là giá 2.900.000, phí ship em bao toàn quắc ha. Cũng cua clip em cũng chân thành quý cô chú anh chị vừa qua để ủng hộ vườn nhà Tài Oanh, em rất chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị ha.